Dạ vâng, em Minh Ô Tô xin kính chào tất cả mọi người. Thứ nhất trong ngày hôm nay, em lên sóng cho bác xem và tham khảo mẫu xe cực kỳ đẹp nhé. Một mẫu xe lướt được đời rất là cao, đời 2016 các nhé. Biển số rất là đẹp các nhé, biển số thần tài 88A22379, đó biển số rất là đẹp luôn. Tất cả đây các bác nhìn đây, form dáng đã hoàn toàn lên form mới rồi. Đây là con Avel, số sàn các nhé, số sàn. Đây là con bản đủ điều hòa tự động rồi. Thì bình thường của nó là điều hòa cơ thôi, nhưng con này đã lên điều hòa tự động rồi. Gương kính chỉnh điện, gương gập điện, đó, túi khí, phanh ABS, gương chốt cửa tự động đầy đủ hết các nhé. Chủ xe độ thêm màn hình cam lùi, đó, tất cả đây. Phần đèn pha này các bác nhìn này, rất là sáng này, nguyên bản trong xe này, nó có rất là đẹp các nhé. Một cái mẫu xe nói chung là khá thương hiệu đúng không ạ, khá thương hiệu, khá nổi tiếng đến từ thương hiệu của Mỹ các nhé. Chevrolet Avell đến từ thương hiệu của Mỹ. Động cơ 1.5, chỉ 6 lít rưỡi đến 7 lít trên 100 cây cả điều hòa, phụ tùng rẻ dễ thay, tiết kiệm nhiên liệu. Nói chung là một cái mẫu xe rất là lành nhá. Cái dòng Avell này rất là lành, cực kỳ lành luôn. Để mà nhắc đến Avell thì nó rất là lành xe rồi. Phụ tùng rẻ dễ thay, đó, form đẹp mà giá cả bình dân cao nhá. Thì con xe này bên em có hỗ trợ trả góp lên tới 65% nhá. Đó, 65% hỗ trợ trả góp 65%. Con xe này bên em bán giá là chỉ có 250 triệu thôi. Đó, các bác nào ở xa có thể liên hệ cho em để tư vấn về cái mẫu xe này nhá. Ừ. Dạ vâng, em là Minh Ô Tô, chuyên mua bán ô tô cũ toàn quốc. Vậy các bác thấy hay, hãy nhớ đăng ký kênh và ấn nút thông báo để có thể xem những mẫu xe mới nhất mà bên em thường xuyên cập nhật nhé. Bác nào xa có thể liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 686 để cọc mẫu xe này nhé. Chung là xe khá đẹp luôn các nhé. Ừ. Xe rất là đẹp luôn, một cái mẫu xe phải nói là đẹp mà lành xe nhé các nhé. Phụ tùng rẻ dễ thay, tiết kiệm nhiên liệu, nói chung là để vào dòng này thì nó rất là lành rồi. Đăng kiểm đây các nhá, đăng kiểm đến tháng 8 năm 2021 này, đăng kiểm rất là dài này. Đó, đăng kiểm dài các nhá. Ừ. Rất là đều xe nhá, hầu như xe không có một cái lỗi nhỏ gì để chê nhá. Ừ. Rất là đều xe. Khá là đẹp. Xe rất là đẹp các nhá. Tất cả phần đèn sau là nguyên bản lên xe hết đấy. Rất là đẹp này. Từ phần chữ Avell này, mạng là cadop là như mới này. Đó. Nói chung là mình mua cái mẫu xe này ấy, so với xe mới thì là đỡ rất là nhiều tiền các nhá. Đó. Đỡ rất là nhiều, nếu mà mình mua xe mới thì mua xe này mình đỡ được rất là nhiều tiền. Đó, rất là kinh tế đúng không ạ? Mà mặc dù là vẫn còn ngon, rất là ngon luôn. Cũng chả khác gì xe mới cả các nhá. Chỉ chạy được có vài năm thôi nhưng mà nó vẫn còn ngon không nhá. Đó. Mình mua về mình đỡ được một khoản chi phí rất là lớn cho gia đình đúng không ạ? Tại vì sao là cái khấu hao của cái xe mới nó rất là tốn kém. Tại vì sao là bắt đầu chủ xe mua đã đăng ký rồi thì là rất mất gần 100 triệu rồi, đăng ký rồi linh tinh vàng cả nó rơi vào khoảng 50-60 triệu không nhá. Đó, xong bắt đầu là mức lăn bánh nữa, rồi đăng ký đăng viết rồi thì cũng gần 100 triệu. Bây giờ mình mua này đỡ được bao tiền không nhá, nó hầu như là đỡ được một nửa không nhá. Ừ. Làm gì ra, các bạn làm gì ra là vài năm mấy trăm triệu. Ừ. Mà xe nó để mà nó tương đối là ngon không nhá. Vô lăng 4 chấu nhá, vô lăng 4 chấu, xe rất đẹp luôn các nhá. Xe rất đẹp luôn, không có một cái lỗi gì để chê đâu nhá. Các bác xem này. Xe cực vip luôn nhá, được trang bị hai túi khí này, bên kia một túi khí và bên này một túi khí các nhá. Hai túi khí và gương kính chỉnh điện, gương gập điện nó đầy đủ hết, option hiện chốt cửa tự động các nhá. Đây, điều hòa tự động đây các nhá. Thì bình thường của nó chỉ điều hòa cơ thôi nhưng con này đã lên điều hòa tự động rồi, điều hòa auto rồi các nhá. Đó, màn hình cam lùi đầy đủ hết. Không có một cái gì để chê cả. Đây bác xem, từ cái phần vết sơn nhà máy này còn nguyên bản này, từ cái đinh bấm này nó như mới luôn đó nhá. Rất là mới. Đó, xe rất là mới luôn, rất là đều nhá. Từ phần táp ly bên này, các bác nhìn thấy ạ. Tất cả lỉ nguyên bản này. Đó, từ cái tay lắm mở cửa đây, tay cái mở cửa đây, rất là mới nhá. Nói chung là xe tương đối đẹp các nhá. Xe tương đối đẹp. Sản xuất năm 2016 nhá, 2016. Nói chung là con xe này động cơ 1.5 thôi nên là cái mức tiêu hao của nhiên liệu của nó rất là hợp lý các nhá. Đó, em bảo rồi, chỉ 6 lít rưỡi đến 7 lít trên 100 cây cả điều hòa thôi các nhá. Phụ tùng thì vô cùng bền bỉ. Rất là rẻ nhá. Phụ tùng đồ của con này nói chung là nó rất là lành thôi. Đây, cái đinh bấm đằng sau đây. Xe nói chung là tương đối là đẹp nhá. Từ phần ốc ếch đây các nhìn này mới cứng luôn các nhá. Chỉ có 250 triệu thôi các nhá. 250 triệu. 250 triệu là mình có cái mẫu xe này để đi gia đình rồi đúng không ạ? Đây ạ, đinh bấm đây các nhìn ạ. Đinh bấm còn rất là mới này. Đúng không ạ? Nó đẹp đều không nhá. Nó đẹp đều luôn các bạn. Nó chứ không phải gì cả.
đây bấm đây, mới cứng này, bốn cái bản lề đây, các nhìn ạ, rất là mới này, đầy đủ hết, có hai phím còi này, bên này một phím còi và bên này một phím còi này, vô lăng tích hợp bàn phím này, vô lăng tích hợp này, các nhìn ạ, xe rất đẹp luôn các nhé, xe rất đẹp luôn, chỉ có 250 triệu thôi các nhé, đây là tổng bộ chỉnh kính điện này, và đây là chỉnh gương điện này, gập điện này, đó, đầy đủ hết, vô lăng tích hợp bàn phím đầy đủ hết các nhé, một chiếc xe đến từ thương hiệu của Mỹ, rất là đẹp. Đây phần cốp ở đồ đây, để ấn cái này nó bật đằng sau nhé, từ phần loa này, loa vòng quanh xe nhé, loa vòng quanh xe luôn. Phần này chủ xe gánh quay trông nóng đây, đây ở bên dưới này có nhé, bên dưới sạch đẹp luôn các nhé, bên dưới sạch đẹp luôn này, ông nhìn ạ, bên dưới sạch đẹp luôn, rất là ok đúng không ạ, rất là ok luôn nhé, ok, trần nguyên bản chân nỉ các nhé, trần nguyên bản chân nỉ này, rất là đẹp này, ông nhìn ạ, khá đẹp này, để ông xem từng cái này đây, ông nhìn mới cứng này, cái gạt gương này. Mới cứng luôn đây, đèn đóm này. Đây con xem cái này nó mất rất là mới này, rất là mới nhá. Có là mẫu xe siêu lướt rồi. Đời 2016 chỉ có 250 triệu thôi nhá, hỗ trợ trả góp lên tới 65%. Nguyên bản hết các bác nhá, nguyên bản hết. Rất là mới này, cái gì này, mới cứng này, kẹp sơn nhà máy này. Cho xem cốp ở đằng sau nhá. Chung là xe tương đối là đẹp thôi các nhé, trên này lỉ nguyên bản này, lỉ nguyên bản thân xe này, đây, xung quanh dưới lỉ sạch bóng luôn như xe mới, khoang để đồ rất là rộng nhá, đây coi nhìn nữa, coi nhìn, wow, chung là chả có gì để chê các bạn. Bây giờ mua xe mới thì 400-500 triệu, 400 mấy 500 cả đăng ký cơ nhé, nhưng mà tội gì, bây giờ bác bảo mua con này như khác gì xe mới đâu. Đảm bảo cam kết cho các bác là xe không một cái lỗi gì để chê con nhé. Đây các bác xem này, từ phần keo nhà máy còn nguyên bản nhé, phần keo này, đó keo nhá, từ phần đinh bấm này có nhìn ạ, đinh bấm này, đinh bấm này, đinh bấm này có nhìn này, rất đẹp luôn nhé, từ phần nói chung nó đẹp quá nhá, thấy có nhìn, 250 triệu thôi con nhé, 250 triệu. Ơ nhìn ấy, đẹp không ạ? Khá đẹp luôn đúng không ạ? Nói chung là đèo xe nhá, được trang bị 5 quả một cái. Đây, đồ kích nhất đây, em quên cho quay các bác. Đây đồ kích đây, kích đây. Kích rồi lốp dự phòng đây các nhá. Ở đây em sẽ cho bác xem phần khoang máy động cơ nhá. Nói chung là bên em rất là nhiều xe đó, ngày nào cũng xe về nên là các bác quan tâm hãy đăng ký kênh của em nhé. Để những video nào em đưa lên cái là các bác nắm bắt được ngay nhá. Sau đây em Minh ô tô sẽ lổ máy cho bác xem phần nào khoang máy động cơ nhé, điều hòa tự động rồi, rất là ok đúng không ạ, máy của nó thì con này thì khỏi suy nghĩ rồi, máy lổ êm ru các nhé, để phát ăn ngay, không phải bàn về chất lượng rồi các nhé. Thì đây màn hình, đây màn hình đầy đủ nhé, phần chỉnh gương gập điện đây, hai bên gập vào đầy đủ hết nhé các nhé, bên này cũng vậy này, ấn một nút là ra này, ấn ra ấn vào đầy đủ rồi các nhé. Cho xem phần khoang máy động cơ nhé, máy lổ chất các nhé, máy lổ rất là ngon luôn, máy lổ êm ru, máy đang hoạt động nhé, cho xem máy kia, đi qua đây, xem máy kia kêu to, đây em cho bác xem máy, máy khô đen đét luôn nhé, máy khô đét, các bác xem, máy nó khô đen đét luôn, không có một cái giọt dầu nào luôn nhé, không đố góc tìm thấy một giọt dầu chảy, thế nào? Tất cả phần lỉ trong này, phần nguyên bản này cũng như này, lỉ nguyên bản này, lỉ nguyên bản này, đó, xe đẹp nhá, các xe máy chất nhá, máy lổ êm mà khô đét luôn, nó có hồn máy các nhìn ạ, nó rất là mới luôn, nói chung là nó tương đối là mới, đẹp, máy ngon không nhá, máy lổ êm thôi, đây, ta ấy vào, đèn tự động ban ngày sáng thôi nhá, lổ máy cái là nó sáng kiểu ban ngày đấy các nhá, mình tắt thôi, kia là chế độ ban ngày thôi nhá. Nó rất là hay đúng không ạ? Xe nói chung là tương đối đẹp các bạn. Máy lổ êm ru, các nghe. Máy không ai chê được rồi, máy êm. Em đảm bảo các bác đến là thích con xe này nhé. Không phải nói nhiều rồi, con này đến là thích. 250 triệu. Bao rút hồ sơ cho các bác nhé. 250 triệu bao rút hồ sơ cho các bác. Đó.
âm thanh này hay này, các bác nhìn này, âm thanh này. Em bật cái loa lên nhá. Đấy, rất là hay luôn đúng không? Đây, vào cam đùi các bác này. Đấy, cam đùi lên căng luôn đúng không? Đây điều hòa tự động này. Đấy, máy vẫn đang nổ nhá, điều hòa tự động đây, rất là mát luôn các nhá. Dạ vâng, đó là tổng thành những xe Chevrolet Avell các nhá. Các bác nào xa liên hệ cho em để đặt cọc mẫu xe này nhá. Đó, xe này rất là đẹp luôn các nhá. 250 triệu bao rút hồ sơ các bác. Dạ vâng, một lần nữa Mini ô tô xin thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em nhé. Hẹn gặp lại các bác video lần sau. Thân ái, chào tất cả các bác.